chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái Miền Tây. Đây là bánh bao trứng muối, còn gọi là bánh bao kim sa. Trứng muối nè, nó chảy ra rất là ngon luôn. Vỏ bánh thì nó trắng, mềm, thơm, dễ làm. Đây là nguyên một cái bánh bao làng mới vừa hấp xong, trắng phồng lên ha. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn nào thấy có thích thì vào bếp cùng làm chung với Lan món bánh bao mới ngày hôm nay. Thì ở đây Lan sẽ làm cái phần nhân. Trứng muối thì Lan có là 6 cái quả trứng, trứng gà muối. Trứng gà muối này thì ở nhà Lan có làm cái video để chia sẻ cách làm sao được có trứng gà muối ngon. Lan sẽ cho một muỗng canh rượu trắng bỏ vào đây. Sau đó mình sẽ dùng một cái dĩa hoặc là một cái mâm, rồi mình vớt 6 cái viên trứng muối đem đi nướng. Các bạn nướng trong lửa là 350 độ F trong vòng 8 phút thì cái trứng muối này nó sẽ chín. Tiếp theo thì Lan sẽ lấy một cái nồi, Lan cho là 2 muỗng canh đường. Bơ thì Lan lấy là 20g. Đây Lan xài cái bơ này nè cô chú anh chị em nha các bạn. Bỏ bơ này vô cho nó thơm. Sau đó Lan sẽ cho 100ml sữa. Sữa này là sữa tươi không có đường. Mình cho nó thơm thơm chút xíu nữa thì ở đây Lan cho là nước vani. 1 muỗng cà phê. Rồi. Kế đến thì cái trứng gà muối đó nó đã chín rồi. Bây giờ Lan sẽ bỏ vào trong này rồi mình chà nó ra. Sẽ chà nha. Lan sẽ bắt lên trên bếp, mở lửa trung bình thôi. Bây giờ Lan sẽ đứng thằng khuấy, khuấy cho cái phần đường cũng như là sữa và bơ này nó tan hết. Thì Lan sẽ nhắc xuống. Thì trong vòng thời gian khoảng 1 phút là được rồi. Mình không cần nấu cho nó quá lâu. Cái phần nhân bánh nó sệt như thế này thì Lan sẽ nhắc xuống rồi. Bây giờ Lan lấy một cái khuôn nhôm. Các bạn có thể dùng cái chén hoặc là những cái khuôn khác đều được hết. Bây giờ Lan làm cho nó đông lại thôi, nó đặt lại. Nó sẽ bỏ vào trong này. Bỏ hết vô rồi mình để cho nguội. Sau đó giữ vào tủ đá cho nó đông lại hẳn luôn. Và còn đây là cái thành phần để Lan làm ra được cái vỏ bánh thơm, ngon, xốp. Lan sử dụng những cái thành phần nguyên liệu như sau. Rồi bây giờ bắt đầu mình bỏ bột vào mình trộn nha. Hôm nay cái trọng lượng vỏ bánh Lan làm là 300g bột mì đa dụng, 10g bột khoai tây. Rồi bây giờ mình sẽ lay đều xuống. Làm như vậy cho cái bột dư là nếu như mà nó có đóng cục thì mình sẽ bỏ ra, nó khô á, mình sẽ loại bỏ ra. Đây, mình bỏ ra nha. Kế đến thì Lan sẽ cho cái phần đường, 50g đường. Đây là cái men nở. Lan sẽ cho 1 muỗng cà phê. Rồi kế đến là cái phần sữa. Lấy là 150ml mà mình đem đi quay cho nó ấm ấm rồi. Bây giờ sẽ bỏ vào trong cái chỗ này. Rồi, tiếp tục nha. Đây là cái hũ dưa ua, nó có cái mùi thơm nè. Mùi thơm của trái dâu.
Làm bánh ngọt thì mình cho nó có cái mùi thơm chút xíu. Bạn nào không có này thì mình bỏ cái vani cũng được. Một hũ là sẽ lấy là 50 ml. Còn lại như đây thì Lan ăn luôn. Tiếp tục bỏ cái phần này vô thì cái bánh của mình nó mềm mà nó béo nữa. Đây là cái hũ này. Một muỗng canh ha. Giống như ice cream luôn. Rồi mình bỏ vào. Sau đó các bạn lấy cái đầu quậy nè, mình sẽ quậy đều lên. Đều lên rồi bỏ đậy nắp lại, 5 đến 10 phút sau thì mình sẽ trở lại. Sau 10 phút rồi lăn quậy trở lại nè. Bây giờ thì mình sẽ đem đi nhồi. Vì hôm nay cái liều lượng này chỉ có 300 g bột thôi cho nên rất là ít, mình không cần phải bỏ vô máy. Bột mì đa dụng lấy một chút xíu thôi, vào trong cái tay, mình đeo găng tay cũng được hoặc không đeo cũng được. Và bây giờ trộn đều lên và nhồi, nhồi trong vòng khoảng 8 đến 10 phút. Lúc này ở phía dưới này nó còn nhão nè, ướt nè. Mình nhồi đến khi nào mà cái viên bột này ở dưới đây nó không còn gì hết thì nó sẽ đạt. Sau đó mình sẽ đậy trở lại, ủ. Ủ trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi tùy theo cái bánh của mình nó nở tốt hay không. Các bạn canh chừng nha, đừng có để cho nó nở quá luôn á. Nở quá thì cái bánh mình khi hấp ra nó bị xẹp và bị gỗ. Cho nên là phải canh khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Đây là nhồi được 10 phút rồi. Mình nhồi như thế này nè. Cho nó phồng lên cái chỗ này là đạt rồi. Rồi giờ cái tô này nó bự quá, Lan sẽ cho vào cái tô nhỏ. Lan lấy ra một ít, một chút xíu, khoảng một muỗng canh bột để lại. Lan bỏ thêm một hai giọt lá cẩm á, Lan làm cái bông ở trên. Rồi bây giờ mình cho vào cái tô này nha. Cũng lấy đồ đậy lại. Còn cái viên này mình cho một hai giọt màu tím vô. Rồi có chút xíu luôn, làm cái bông cho nó đẹp đẹp. Bột ủ được 1 tiếng rưỡi rồi nè, nó bự ha, nó to như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra rồi làm cho nó xẹp lại. Sau đó các bạn cắt ra từng viên, lấy tay nè, mình cho một ít bột nữa, làm cho nó xẹp trước nha. Bỏ lên thớt một ít bột. Có cái mùi dưa ua mà trái dâu á, nó thơm lắm. Rồi bây giờ mình làm cho nó xẹp, sau đó các bạn cắt ra từng viên khoảng 70 g mỗi một cái bánh. Hơi ướt thì mình thoa một ít bột mì lên đây. Mình chia cái viên bột ra rồi á, bây giờ túm tròn lại, mỗi viên có 70 g thôi. Lan có tổng cộng là được cái 9 viên nhân thì Lan chia ra 9 viên bột. Túm tròn như thế này ha, đặt xuống, mình lấy cái viên bột nào mà mình làm trước á, túm trước thì mình sẽ cán. Thoa lên cái cây cán bột này một ít bột mì luôn. Rồi bây giờ cán nhẹ nhàng thôi, không cần quá mỏng luôn. Các bạn cán vừa giống như là Lan làm cái mỗi khi làm cái bánh mì ngọt á. Cái này không phải là mình làm cái kiểu mà cho nó bự rồi cái mình làm bông hoa gì. Chỉ như vậy là được rồi, cho nó vừa cái lòng bàn tay mình thôi. Ở phía bên dưới là láng nè, chỗ này đẹp chứ, mình đặt phía dưới. Rồi bây giờ bắt đầu mới lấy nhân ra. Cái phần nhân là lúc nào bạn cũng để tủ đá nha, khi nào mình bỏ vào trong này mình mới lấy ra. Đây, viên nhân này Lan đã chia ra làm 9 phần rồi. Bây giờ mình múc nè, lấy tủ đá đem ra mà nó vẫn cái còn mềm vậy đó. Rồi bỏ vào ha, lấy cái muỗng mình đè xuống, cất trở lại tủ đá. Sau đó mình xếp lại đó. Dễ ha.
chỗ này nó dính là các bạn lấy ra, chùi nó ra. Còn không là một hồi nó mình hấp á, nó xì ra, nó bể xấu lắm. Rồi, mình túm tròn lại, xiết lại. Sau đó cho một ít bột ở dưới này nữa nè. Mình đặt nó xuống ha, mình chỉnh sửa lại. Bây giờ tạo cái bông màu tím tím cho nó đẹp. Hồi nãy Lan lấy một muỗng canh đó. Mình làm một ít nè sữa trên này cho nó dính. Bông thì tùy các bạn, mình làm kiểu nào, lớn nhỏ là tùy mình. Lan thì bông Lan bự quá trời luôn. Có bị lớn thôi. Lan sẽ để ba cái, ba viên dơ nó thành cái bông thôi. Đó. Rồi, xong. Đẹp chưa? Sợ nó không dính nữa thì mình thoa thêm một ít sữa nữa nè. Sau đó các bạn lấy cái này, mình đặt nó vào. Đó, đơn giản. Bây giờ làm hết rồi sẽ Lan sẽ đem đi hấp. Bây giờ Lan sẽ đem đi hấp. Thì các bạn mở lửa lò nước hấp á, thiệt là mạnh. Sau đó mình đặt vô mình hấp trong vòng 10 phút thôi. Cái bánh này nó rất là nhỏ. Mình hấp 10 phút thì mình sẽ lấy ra. Chứ mình hấp mà nhiều quá là cái bánh này nó bị xẹp lại ha. Rồi bây giờ Lan sẽ bỏ vô lò hấp. Cái nắp lúc nào mình cũng để cho nó khô. Lau cho nó khô đi. Và đây là nhung nhang của những chiếc bánh sau khi hấp chín rồi. Rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị em và các bạn nhìn cái bánh bao mình ha. Nó trắng mà nó căng phồng lên như thế này. Rất là ngon luôn. Chín cái nào cũng như cái nấy. Không có bị gỗ nước nó nhiễu xuống nè, cũng như là không có bị xẹp luôn. Nhìn hấp dẫn quá trời. Giờ Lan sẽ cắt ra một cái. Đây, có một cái này nè, cái thứ 9 nó bị bể ra. Chỗ này nó bị bể ra nè. Ra cái phần nhân luôn. Nhân phía bên trong thì nó tan chảy ha. Bánh bao mềm. Mềm lắm nè. Mềm xốp. Để Lan lột ra. Đó, cô chú anh chị em và các bạn thấy có ngon không? Thấy có thích thì làm món này cho gia đình mình ăn nha. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.